thì thấy là dàn sẽ xuất hiện và dàn theo các bạn những món quà rất là xinh xắn của nào. Rồi trong thời gian chị dàn xuất hiện thì anh kia chơi lại có một trò ảo thuật cho bạn xem, muốn xem không? Không muốn xem không? Muốn xem kỳ kỳ của chị ảo thuật không? Rồi bây giờ kỳ kỳ sẽ đem đến các bạn một màn ảo thuật cực kỳ đặc biệt. Rồi Xui. Rồi các chị kỳ ở đây có hai cái thao. Mất hả? Cái thao này chưa biết. Mất hả? Rồi hồi nãy con để đâu? Coi đây con coi em đi rồi chú. Đây là cái gì? Thấy các bạn đây là cái gì? Đây là gì các bạn? Đây là cái gì? Dầu phong. Rồi ok bây giờ anh Kỳ sẽ đổi đây. Rồi cái này nó là cái gì ta? Nó nhớ. Rồi nó là cái gì từ từ biết nha. Rồi anh Kỳ sẽ quấy lên. Các bạn nào đây đã ăn chân gà nướng, đùi gà nướng chưa? Rồi để mà nướng được thì người ta phải làm gì các bạn? Đổ dầu ăn. À đổ dầu ăn vô hả? Rồi bây giờ các bạn phải lùi xuống dưới cách xa ít nhất là 1 mét rồi ha. Ngồi xuống, ngồi xuống. Rồi bây giờ anh Kỳ sẽ làm cái món gọi là tay Kỳ Kỳ nướng ha. Ok. Rồi bây giờ mình muốn ăn gà nướng thì mình phải tẩm ướp gia vị đúng không? Anh Kỳ cũng sẽ tẩm ướp gia vị của tay anh Kỳ. Đây một loại gia vị nào đó ha. Đó. Rồi thấy chưa? Thấy có gia vị chưa? Rồi. Rồi ok. Và để nướng được thì mình sẽ phải xài đến ga. Rồi. Đó mày biết cái trò này đó. Rồi ok bây giờ nha, anh Kỳ sẽ nướng nào, lùi xuống mà ha. Rồi chuẩn bị lấy một ít nào, lùi xuống mà xem nha. 1, 2. Bây giờ các bạn đón xem tay Kỳ màu gì? Màu đen. Màu gì? Màu da. Tay Kỳ bây giờ màu gì? Màu da. Màu trắng hay màu đen? Màu da. Rồi nếu mà trắng thì sao? Màu da. Trắng thì không sao hết đúng không? Còn nếu màu da thì cũng không sao, màu đen thì. Rồi số bao nhiêu? Một bốn hả? 114 thì dám lựa, còn 115 để làm gì? Rồi cứu thương ha. Rồi bây giờ chuẩn bị 1, 2, 3. Rồi. Rồi anh Kỳ nướng tay lại lần nữa nha. Rồi bây giờ anh Kỳ muốn anh Toàn cùng nướng tay luôn ha. Rồi bây giờ anh Kỳ và anh Toàn cùng nướng tay luôn nha. Các bạn có biết gọi là thế phượng hoàng lửa không? Rồi phượng hoàng lửa nha. Bây giờ thì anh Kỳ và anh Toàn mỗi người sẽ góp một tay. Và sau đó thì anh Kỳ và anh Toàn sẽ giang cánh sang hai bên ha. Rồi các bạn lùi xuống. Rồi đó là cái màn ảo thuật của anh Kỳ ha. Rồi bây giờ giải thích nha. Theo các bạn đó thì đây là cái gì? Theo các bạn thì đây là gì? Gia vị là gì? Lùi xuống nha. Rồi theo các bạn đây là, đây là gì? Rồi đây là nước anh tổng vào để làm gì các bạn? Để không có bị cháy, chính xác. Còn cái lúc nãy mà anh đổ vô cái này là cái gì? Cái này là phải vô anh không? Chính xác, đây là nước rửa chén nha. Rồi còn nước rửa chén mà cho khí ga vô thì khí ga sẽ ở bên trong bong bóng xà phòng. Và khi mình đốt lên đó thì cái gì cháy? Có phải lông tay anh Kỳ không? Nó là cái gì cháy? Bong bóng à, bong bóng trong đó có cái gì? Rồi khí ga nha, bên trong đó có khí ga thì nó mới cháy được. Và thí nghiệm này thì các bạn không được làm ở nhà, nghe không? Rồi đó, chứ đừng bạn nào nhìn thấy xong rồi về nhà lấy bình ga của mẹ xong rồi cho bồn tắm đổ xà bông như đó, các bạn nhúng người bạn vô xong bạn đốt một cái thì các bạn nghĩ xem mình sẽ biến thành màu gì? Rồi nó màu đen đó nha. Thấy bạn hôm qua đó là dê nướng ha. Rồi cho nên là mình sẽ không được làm ở nhà được chứ nào.
đó. Nhưng mà đấy, tất cả những thứ đó thì người ta ứng dụng để làm các bộ phim mà mình vẫn xem trên truyền hình như thế nào. Ngày hôm nay á, thì các bạn đã được trải nghiệm những cái thí nghiệm khoa học bên này, rồi những trò chơi vận động bên này rồi, thì mình đã biết nhiều hơn kiến thức và mình cũng có nhiều cái kỷ niệm rất là ý nghĩa. Thì em mong là các bạn, chúng ta về nhà mình có thể tích cực tìm hiểu nhiều hơn và chúng ta tham gia chơi cùng bạn bè nhiều hơn, mình có những bài học thực sự ý nghĩa cho các bạn ha. Còn bây giờ thì chúng ta đã sẵn sàng để chào đón Trèo Nga trở lại chưa? Rồi, các bạn có muốn chị Hằng quay lại nó phát quà cho các bạn không? Có. Rồi, bạn nào muốn chỗ tay đồng lớn chị Hằng xuất hiện nè. Rồi. Chị Hằng xuất hiện nè. Chị Hằng ơi. Chị Hằng đâu rồi? Chị Hằng đâu rồi? Rồi, chỗ tay đồng lớn này cho chị Hằng xuất hiện đó bạn. 1, 2, 3. Rồi, chị Hằng đã quay trở lại. À, chị Hằng xuất hiện rồi, chị Hằng để phát quà cho các bạn nha. Rồi, bây giờ một lần nữa chỗ tay đồng lớn cho chị Hằng đó bạn. Rồi, chỗ tay đâu? Rồi, chỗ tay đồng lớn rồi, rồi. Bây giờ thì lần lượt các bạn nhỏ sẽ lên trước để nhận quà từ Nhi Hằng nha. Ờ, những bạn đang còn tay màu hồng đâu? Màu hồng, màu hồng. Màu hồng đúng rồi. Màu hồng đâu? Bạn nào biết cái màu? Bạn nào màu hồng nào? Rồi, một bạn đó. Rồi, một bạn màu hồng rồi, lên đây. Rồi, bạn nào màu hồng nữa, bạn màu hồng nữa. Rồi, một bạn màu hồng đây. Rồi. Rồi, đứng đây. Rồi, rồi màu vàng, màu xanh đợi xíu. Rồi, các bạn nhỏ những cái toàn màu hồng đâu, các con đây nha. Rồi, chú Kiều chúng ta sẽ phát quà cho các bạn. Rồi, những bạn 1 đến 2 tuổi, các bạn sẽ di chuyển qua trên đây nha. Rồi, chị Hằng sẽ phát quà cho các bạn tại đây. Các bạn sẽ ngủ nhận quà nha. Rồi, các bạn màu hồng. Rồi, màu vàng và màu xanh các bạn lùi xuống dưới cho bác nha. Ngồi xuống. Màu vàng và màu xanh mình lùi xuống dưới nào. Rồi, bỏ bàn sẽ được. Chị Hằng tặng ra một cái huy hiệu, cảm ơn các bạn. À, huy hiệu chứng minh mặt trăng đó bạn nha. Con em đã lùi được. Đúng rồi. Rồi, bây giờ bàn quà. Rồi các bạn màu hồng này chê quà luôn. Rồi xin cảm ơn các bạn có cái tay có bằng màu hồng. Rồi bây giờ thì các bạn màu hồng có thể xuống rồi. Chúng ta có thể về với mẹ của mình nha. Rồi.
di chuyển xuống dưới ha. Rồi, màu xanh mình di chuyển xuống dưới nào. Cảm ơn các bạn màu xanh. Và cuối cùng, các bạn màu vàng ơi, các bạn đâu rồi? Lên đây nào, màu vàng, màu vàng. Rồi, xếp thành hàng nào để mình được nhận huy hiệu chiến binh mặt trăng. Rồi, cẩn thận, cẩn thận. Rồi, các bạn màu vàng. Màu vàng rất là nhiều, thì bây giờ các bạn có thể di chuyển xuống dưới ha. Đây, các em nói là mình em nó tháo ra luôn rồi, nhặt cho em rồi đó. Em tháo ra hết rồi chơi rồi. Và bây giờ thì ban tổ chức xin trân trọng kính mời các anh chị phụ huynh và các bạn học viên, chúng ta có thể di chuyển đến khu vực sân khấu để mình chụp chung một tấm hình tập thể được không ạ? Rồi, xin mời quý vị và các bạn học viên, chúng ta có thể di chuyển đến sân khấu để mình chụp chung một tấm hình tập thể ạ. Một lần nữa xin mời các anh chị và các bạn. Bạn này chỉ có học để bắt đầu lên đi ngủ, các anh chị vào đây nha. Bạn nào chưa có quà thì mình có thể qua khu vực sân khấu để các chị áo đen mình nhận quà ha. Thôi nè, hai chị em gom lại đi nha Lâm. Thôi nè, bye bye đi tìm quà đi. Anh chị nào mong muốn chúng ta ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày hôm nay cùng với các con của mình thì mình có thể di chuyển đến cột sân khấu ạ. Có nhiếp ảnh gia của chúng tôi sẽ phục vụ anh chị. Và chúc các bạn nhỏ với những món quà các bạn nhận được thì chúng ta sẽ có thật nhiều những trải nghiệm vui trong dịp trung thu này, và bên cạnh đó những bài học ý nghĩa nữa. Và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau của công ty điều hành dầu khí miền Đông. Oh.